Một tỷ phú Mỹ đã thiệt mạng tại văn phòng ở New York và nghi là tự sát. Một chiếc xe đã bị chặn và bị cướp 500.000 đô la kim cương giữa ban ngày ở quận Los Angeles. Một người đàn ông ở quận Cam Nam California đã giết mẹ ruột của mình rồi bỏ thi thể vô thùng nhựa. Thị trưởng Santana thuê cận vệ vì bị dọa giết sau khi nhậm chức 3 tuần. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng CPSC thông báo cho biết Khoảng 2 triệu nồi chiên không dầu air fryer hiệu Kersori bị thu hồi vì có thể cháy. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 2 năm 2023. Tỷ phú Thomas H. Lee, chuyên gia tài chính người Mỹ được coi là người tiên phong và đầu tư quỹ tư nhân và mua bán sắp nhập công ty qua đời ở tuổi 78. Gia đình ông thông báo cho biết vào hôm thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023, nhưng không nói lý do ông mất, theo Reuters cho biết. Theo báo địa phương New York Post dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, ông Lee đã được tìm thấy thiệt mạng vào sáng thứ Năm tại văn phòng của ông ở Manhattan, trụ sở chính công ty đầu tư Thomas H. Lee Capital do vết đạn tự bắn. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể ông Lee sau khi nhận được cuộc điện thoại 911 vào khoảng 11 giờ 10 phút sáng thứ Năm, theo NYP cho biết. Reuters không thể xác nhận nguyên nhân ông Lee thiệt mạng. Sở Cảnh sát New York cho biết, khi tới hiện trường khoảng thời gian đó, nhân viên cấp cứu đã tìm thấy một người đàn ông và công bố ông này thiệt mạng tại hiện trường. Cảnh sát không nói rõ chi tiết, chỉ cho biết phòng khám nghiệm tử thi thành phố sẽ xác định lý do ông Lee chết. Ông Lee sáng lập Lee Equity năm 2006 và từng là chủ tịch công ty đầu tư tài chính này và cũng từng làm chủ tịch và tổng giám đốc Thomas H. Lee Partners, công ty ông thành lập năm 1974. Theo tiểu sử được gia đình ông công bố cho biết, trong 46 năm qua, ông Lee đầu tư hơn 15 tỷ đô la trong hàng trăm thương vụ, gồm vụ mua rồi bán thương hiệu nổi tiếng như Snapple Beverages và Warner Music. Ông còn nổi tiếng thích làm từ thiện và từng là thành viên hội đồng quản trị của nhiều tổ chức như Lincoln Center, Museum of Modern Art, Brandeis University, Harvard University và Museum of Jewish Heritage. Một chiếc xe đã bị chặn và bị cướp 500.000 đô la kim cương giữa ban ngày ở Inglewood, quận Los Angeles, theo đài Fox 11 đưa tin cho biết vào hôm thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2023. Vụ cướp bạo lực xảy ra vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều thứ Năm trong khu 120 đường sau La Brea Avenue. Video được người khác quay cho thấy hai nghi can đã mặc đồ đen dùng xe chặn trước và sau xe của nạn nhân. Một trong hai nghi can đã nhảy qua cửa kính lên xe của nạn nhân, chụp chiếc giỏ sách bằng vải màu đen rồi nhảy xuống. Sau đó, hai nghi can đã lên chiếc xe màu trắng để tẩu thoát. Dường như chiếc sedan màu xám phía sau xe của nạn nhân cũng tham gia vụ cướp. Hai nghi can đã cướp được số kim cương trị giá nửa triệu đô la và một trong hai nghi can dùng dao, theo cảnh sát Ingo Wood cho biết. Tuy nhiên không có báo cáo nào về thương vong. Cho tới trưa thứ Sáu ngày 24 tháng 2, vẫn chưa có thêm thông tin gì về hai nghi can, cũng như nạn nhân trong vụ này. Một người đàn ông ở Mission Viejo đã làm mẹ ruột ngạt thở cho tới chết rồi cho thi thể vô thùng nhựa, rắc thuốc khử mùi rồi bỏ đi. Công tố viên cho bồi thẩm đoàn biết vào hôm thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023, theo OC Patch cho biết, bị cáo Charles Mosby 38 tuổi bị truy tố tội giết người trong vụ sát hại mẹ mình là bà Mary Mosby 69 tuổi vào ngày 9 tháng 9 năm 2021. Bà từng là giáo viên tiểu học. Luật sư biện hộ cho biết. Dù có thể bị cáo Mosby đã phạm tội ác, nhưng hành động của ông ta không phải là giết người. Cảnh sát quận Cam đã tìm thấy thi thể của bà Mosby tại nhà bà ở Mission Viejo sau khi nhận được tin báo là bà mất tích, theo OC Patch đưa tin trước đây cho biết. Bị cáo Mosby cao hơn 6 feet, nặng 195 pound, đã dùng tay bịt miệng mẹ ruột của mình cho tới khi bà chết, công tố viên Dan Fellman cho biết. Bị cáo Mosby đã bịt miệng mẹ mình từ 5 tới 7 phút Cho tới khi mắt bà lồi ra Sau khi nhận thấy bà đã chết Ông ta quyết định che giấu tội ác Bị cáo Mosby đã bỏ thi thể của mẹ mình vô thùng nhựa Và hôm sau, ông ta ra Home Depot đã mua thuốc khử mùi Để khử mùi thi thể phân hủy Ông mình cho biết Trước đó bà Mosby đã từng báo cáo cảnh sát Là bà đã bị con trai đập bể điện thoại của mình Máy điện toán và cố giết bà theo ông Feldman cho biết, bà đã cho cảnh sát biết rằng con trai bà đã bị tâm thần phân liệt và cứ tưởng ông ta là người khác. Sau khi giết mẹ mình, bị cáo Mosby đã lấy xe của bà chạy đi Las Vegas vào ngày 14 tháng 9 năm 2021 và bị người thân ở đó nhìn thấy. Gia đình bà Mosby ở Las Vegas không liên lạc được với bà trong suốt nhiều ngày, nên nhờ con trai khác của bà là ông Michael Mosby đã tới nhà bà để kiểm tra sau khi tới nhà mà không thấy bà Mosby, người con này đã báo cảnh sát là bà mất tích. Bị cáo Mosby đã trở về quận Cam vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 và bị bắt ở quận Cam. Thị trưởng Sentana bà Valerie Emeskia đã bị dọa giết sau khi nhậm chức 3 tuần, nên phải mướn cận vệ để bảo vệ bà tại nhà, tòa thị chính và các cuộc họp trong 2 tuần đồng thời nghị viên Jonathan Ryan Hernandez cho biết ông cũng đã bị đe dọa vào hôm thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023. Hội đồng thành phố đã đồng ý thanh toán chi phí còn về cho bà Amesquia lên tới 1.500 đô la và thiết lập một ngân quỹ cho phép các nghị viên được bồi thường cho những chi phí tương tự trong tương lai. Bà Amesquia là nhân viên quản chế đã nghỉ hưu ở quận Cam cho biết bà cảm thấy bất an. Bà Amesquia đang ở văn phòng làm việc tại tòa thị chính vào ngày 3 tháng 1 thì có một cú điện thoại hăm dọa đã gọi đến. Theo bà, cảnh sát trưởng không gọi điện thoại hỏi thăm hoặc cử một cảnh sát bảo vệ bà, đến khi mối đe dọa đã bị ngăn chặn. Vì thế, bà Amesquia đã thuê một công ty tư nhân gửi cần về đến kiểm tra nhà bà, phòng hội đồng thành phố, khu vực đậu xe và các địa điểm tổ chức sự kiện trước và sau khi bà đến. Bà cho biết trong khoảng 2 tuần một cận vệ đã túc trực trước cửa nhà bà hoặc theo sát bà mỗi ngày suốt 12 tiếng rồi mới thay ca. Chi phí cho công ty bảo vệ là khoảng 1.000 đô la. Và bà ở Meskia yêu cầu thành phố bồi Hoàn. Để làm được điều đó, hội đồng thành phố cần thông qua một nghị quyết và bỏ phiếu công khai vì những chi phí như thế này chưa bao giờ xảy ra. Nhưng bà Sonia Kovaho, luật sư thành phố đã cảnh báo hội đồng thành phố rằng nếu họ muốn trả trước cho các chi phí nằm ngoài chính sách hiện hành, thì họ phải tự chịu rủi ro. Trong khi đó, bà Emeskiwa ám chỉ rằng một đề nghị của Sở Cảnh sát Sentana đang được thực hiện để bảo vệ hội đồng và thị trưởng. Khoảng 2 triệu nồi chiên không dầu air fryer hiệu Kersori bị thu hồi vì có thể cháy. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng CPSC thông báo cho biết, vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 2, năm 2023. Người tiêu dùng nên lập tức ngưng sử dụng những nồi chiên cần thu hồi và liên lạc với Khosori để đổi nồi mới miễn phí. Theo CPSC đã khuyến cáo, công ty này đã mở trang web riêng để khách hàng đổi nồi. Theo CPSC cho biết, họ đã nhận được 205 báo cáo nồi chiên không dầu hiệu Khosori, bắt lửa, bốc cháy, tan chảy, quá nóng và bốc khói. Trong số đó có 10 báo cáo bị phỏng nhẹ ngoài da và 23 báo cáo tài sản bị hư hại. Kersori, một công ty đồ nhà bếp ở Nam California ra thông báo cho biết, sau khi điều tra kỹ lưỡng, họ xác định rằng, trong trường hợp cực kỳ hiếm hoi, đầu nối điện của những nồi cần thu hồi có thể quá nóng, gây rủi ro cháy và phỏng. Kersori cam kết bảo đảm an toàn cho người sử dụng và yêu thích sản phẩm của chúng tôi. Và chúng tôi chân thành xin lỗi đã làm phiền, công ty này cho biết. Những nồi bị thu hồi giá từ 70 đô la tới 130 đô la bán từ tháng 6 năm 2018 tới tháng 12 năm 2022 tại cửa hàng bán lẻ như Amazon, Best Buy, Home Depot và Target. Những nồi này cỡ 3.7 và 5.8 khuột, màu đen, xám, trắng, xanh hoặc đỏ. Theo CPSC cho biết, toàn bộ mẫu nồi này đều dán nhãn Cursory phía trước và quý vị ơi video của mình đến đây cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới